truy tố kẻ giờ trò đổi bại khiến em vợ mang thai. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 23 tháng 10, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đào Quang, sinh năm 1985 ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Ninh, về tội giao cầu với trẻ em. Theo cáo trạng năm 2015, do bận công việc liên Quang và vợ là chị ĐTV, sinh năm 1991, thường nhờ em ruột của chị V là em DTT, sinh năm 2002, ngụ thôn Vĩnh Phú, xã Bình Trung, Thăng Bình, đến nhà qua ngủ lại để sáng hôm sau trông con giúp trong lúc chị V đi làm. Vào một đêm giữa tháng 6 năm 2015, Quang đã lén lút làm chuyện người lớn với T. Ăn quen đến mùi, sau lần kể trên, Quang còn nhiều lần giờ trò đổi bại với em vợ tại chính ngôi nhà của mình sau mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, Quang cho tiền tê và căn dặn không được kể chuyện với bất kỳ ai. Mà đến tháng 12 năm 2015, phát hiện tê có biểu hiện bất thường, gia đình đưa tê đi khám thì mới tá hỏa khi biết tê đã mang thai 19 tuần tuổi. Bức xúc, gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo Quang đến công an huyện Thăng Bình. Tại cơ quan điều tra, Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.